Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Một lần nữa Khải xin lỗi là Khải không có giờ để mà chuẩn bị, để mà viết ra một cái sườn. Đúng ra là nếu mà như nghị viên tài đỗ cũng nói, là quý vị cũng để ý khi mà Khải ra phát biểu ở hội đồng thành phố đó, mặc dù Khải không có bỏ ra mấy tiếng, mấy ngày trước đó để mà coi như là soạn bài, làm diễn văn gì hết. Nhưng mà mặc dù ngồi trong cái phòng họp hội đồng thành phố, Khải chỉ ngồi phải viết tại chỗ. Mà thật sự viết sao thì nói vậy luôn, chứ cũng chẳng phải là viết xong rồi sửa rồi xóa rồi phải tính toán gì hết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì khi mà Khải viết xuống đó thì Khải trình bày nó ra có vẻ như nó mạch lạc, nó gãy gọn hơn. Còn tự nhiên mà Khải không có viết xuống, tại vì các bạn biết mà văn viết đó, khi mà mình viết thì nó là văn viết, thành ra khi mà mình viết xong mình đọc lại thì nó rất là mạch lạc gãy gọn. Còn tự nhiên mà Khải ngồi kêu Khải mà improvise, mà cứ cương lên nói tự nhiên đó, thì đôi khi thì Khải nói vòng vòng. Thành ra một lần nữa Khải xin lỗi nếu mà Khải làm mất thời giờ quý vị nói vòng vo. Thì kính thưa quý vị, trở lại là hôm nay Khải thấy trên Phố Bô Sa TV thì có làm một cái chương trình là có ông Ngô Kỷ, ổng lên ổng trả lời. Cái Khải xin lỗi, đây không phải là cái lời cáo buộc, mà đây là cái lời lên án, cái lời tố cáo của Khải. Thì quý vị nào vào trong Phố Bô Sa TV trên YouTube thì sẽ thấy là Khải, tức là ông Vũ Hoàng Lân đã làm một cái chương trình phỏng vấn ông Ngô Kỷ và đặt vấn đề. Thì quý vị sẽ thấy là Khải chỉ vào YouTube, vào Facebook của Ngô Kỷ để mà Khải lấy những cái hình do chính Ngô Kỷ là coi như là đưa lên trên Facebook, và anh ta là coi như là không biết là muốn khoe mẽ, muốn chứng minh mình là thuộc lại là đại gia thượng lưu, hay là anh ta muốn chọc tức ai, hay là vì lý do gì đó Khải không hiểu. Nhưng mà Ngô Kỷ là hàng ngày đều có khoe những cái hình ăn uống trong những cái nhà hàng cứ tạm gọi là sang trọng. Ý Khải nói là nhà hàng thì cũng có nhiều loại, tức là ở Việt Nam cũng vậy, nói đi ăn tiệm thì cũng có cơm hàng, cháo chợ, gánh xôi, gánh chè, hoặc là vô những cái nhà hàng bình dân, và cũng có những cái tiệm sang trọng. Thì Ngô Kỷ là hay thường đưa những cái hình ảnh anh ta là ăn uống ở những cái nơi cũng tương đối là những cái tiệm cũng đàng hoàng tươm tất, chứ không phải là những cái gánh, những cái hàng quán mà cái kiểu như của những người bình dân, cái kiểu mà những người mà coi như là đi làm lương ba cọc ba đồng. Thì kính thưa quý vị, thì nếu mà quý vị theo dõi thì sẽ thấy là bây giờ để cho phép Khải mở lên cái Facebook của Khải để Khải sẽ xem là trong đó thì ông Vũ Hoàng Lân ông cũng đã đọc lên cái comment của Khải rồi. Thì cái comment của Khải, cái status đó, Khải bắt đầu Khải nói là đấu tranh như Ngô Kỷ thật sướng ghê. Mới có mấy tuần đầu tháng 10 mà Ngô Kỷ đã ăn nhà hàng bằng nhiều người cả đời chưa dám hưởng, vì phải chắc chiêu cóp nhặt, nhịn ăn nhịn mặc, đóng góp cho Ngô Kỷ chống cộng. Mới gần đây ở trên trang Facebook của anh Khải Đào có thấy đăng một cái status về ông Ngô Kỷ, xin đọc một cách cụ thể như sau: đấu tranh trong ngoặc kép như Ngô Kỷ thật sướng ghê. Mới có mấy tuần đầu tháng 10 mà Ngô Kỷ đã ăn nhà hàng bằng nhiều người cả đời chưa dám hưởng, vì phải chắc chiêu cóp nhặt, nhịn ăn nhịn mặc, đóng góp cho Ngô Kỷ chống cộng. Đây mới chỉ là hình do Ngô Kỷ khoe trên Facebook cá nhân mấy tuần nay, còn những chuyện lén lút âm thầm ăn chơi sa đọa đú đỡn, trụy lạc với đại gia hoặc tư bản đỏ thì làm sao chúng ta biết được.
Bên cạnh đó là một số tấm hình những cảnh ông Ngô Kỷ đang ăn uống với những món ăn khác nhau trên những nhà hàng khác nhau do chính ông Ngô Kỷ đăng trên cái trang Facebook của ông Ngô Kỷ, và ông Khải Đào gọi là tóm lại, sưu tập lại để mà viết cái status này. Rất nhiều những món ăn khác nhau như mọi người thấy đó. Ông Ngô Kỷ đã, ông cho biết cái ý kiến của ông như thế nào về cái status đó của ông Khải Đào ạ? Nhưng bữa nay chắc lẽ là anh cho tôi ăn cái bánh này cũng ăn nữa, tôi đang ăn bánh nhại thôi. Quý vị đây bánh gì, còn bánh cam không nè quý vị. Bên này đặc biệt ở Việt Nam thì làm bánh lớn hả, cho bằng to bằng trái chanh, bên này nhỏ nhỏ vậy đó thì rất là rẻ, hình như có vài đồng một ly như vậy. Thức ăn bên này rất là rẻ. Thì trở lại, tôi rất tiếc ông Khải Đào, không biết ông nhận chỉ thị từ đâu, ai mua chuộc ông, hay là ông bị người ta áp lực ông này nọ, để hay là muốn tạo cái tên tuổi của ông đối đầu Ngô Kỷ là ông ngon lành, do đó ông đem tôi ra ông trở thành đề tài. Điều đó rất là tiếc, điều đó tôi thấy nó vô lý, tại vì tôi không đụng chạm ông cho tôi biết từ ngày mà tôi không có lên đài ông nữa, tôi có đụng chạm nhát ông một lời không? Tự nhiên ông theo đuổi tôi để làm gì? Ông theo đuổi như theo đuổi người tình vậy. Có lẽ có đó, câu hỏi đó là sẽ để cho ông Khải Đào tự trả lời. Và bây giờ thì nó cũng đã là giờ trưa, có lẽ là lát nữa ông Ngô Kỷ lại sẽ up một cái món ăn nào đó trên trang Facebook Ngô Kỷ sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nữa. Nghe chắc chắn, đâu nghĩ. Chắc chắn trở thành đối quan rồi. Đi cũng ok, nếu thấy chưa ai phản đối. Và cho dù trang Facebook họ phản đối, tôi vẫn làm. Tại vì cái nhà của tôi cũng giống như nhà tôi muốn treo gì tôi treo, thì cái Facebook tôi muốn treo hình gì tôi treo, chứ ai có quyền gì. Do đó nhiều người họ nói tôi không thích, ủa không thích kệ anh đem biến vào gì. Đem Khải Đào thì cái đều trở lại thì cũng cảm ơn Khải Đào, dù rằng cái Facebook ông có mấy chục người coi thôi, tuy nhiên thì ông có đưa lên thì cũng tốt, được mấy chục người coi dung nhan mùa hạ của tôi thì cũng tốt thôi. Hay là tại vì ông muốn xỉ vả tôi, ông thấy tôi xấu quá, giờ ông muốn chọc quê tôi, ông đưa cho người ta thấy cái hình hài xấu xí của tôi biết chừng. Chào ông Ngô Kỷ. Vâng, chào anh Vũ Quang Lăng, chào quý khán giả, và hy vọng chúc quý vị cày vui. Chúc mọi người gọi là tiếp tục xem trang ông Ngô Kỷ với những món ăn đặc sản của miền Little Sài Gòn.
Vì cái này là ông Ngô Kỷ, ông lên ông kêu là Khải ghen tuông, ghen tức, ganh tị, Khải bịa chuyện, Khải bôi nhọ ông. Thì Khải hy vọng trên làn sóng đây, quý thính giả nào đang nghe những cái lời tâm sự của Khải, mà bản thân quý vị hoặc là bạn bè quý vị hoặc là thân nhân quý vị biết có người nào đã từng đóng góp cho Ngô Kỷ để mà gọi là cho Ngô Kỷ đấu tranh, thì xin mời quý vị hãy liên lạc với chúng tôi, hãy liên lạc với những YouTuber khác, liên lạc với anh Vũ Hoàng Lân hoặc là những cái người làm YouTuber khác như Sean Lê, như là Derek Phạm, kể cả những người đang hoạt động như là ông Phát Bùi, hoặc là bên phía ông Trúc Hồ, bất cứ ai. Là sao? Khải chỉ muốn chứng minh cho đồng hương và quý vị thấy là bao nhiêu năm nay khi mà Ngô Kỷ ra tòa thì chính Ngô Kỷ, quý vị nhớ nha, cái này nó gọi là deposition, có nghĩa là Ngô Kỷ khai trước tòa hữu thể, tức là Ngô Kỷ không thể nói láo, tại vì nếu mà Ngô Kỷ nói láo trước tòa là có thể sẽ bị phạt tù. Và trước tòa Ngô Kỷ nói gì? Ngô Kỷ nói là cộng đồng nuôi tôi. Tức là khi mà ông tòa ông nói là mày năm nay 50-60 tuổi rồi, mày không đi làm thì làm sao mà mày sống. Quý vị nhớ nha, khi đó Ngô Kỷ 50 mấy 60 mà chưa được lãnh tiền hưu, chưa được lãnh tiền già, không có, chưa có lãnh tiền bệnh. Mà bao nhiêu năm trời Ngô Kỷ chỉ có đi phá làng phá xóm. Thì tòa mới hỏi, nếu mà anh là năm nay 50-60 tuổi mà anh không đi làm thì tiền đâu anh sống, tiền đâu anh trả tiền nhà. Thì Ngô Kỷ khai là cộng đồng nuôi tôi. Cái này là chính Ngô Kỷ khai trước tòa nha, là cộng đồng nuôi Ngô Kỷ. Mà quý vị thấy, nếu mà chúng ta, người ta nói là giúp người cơ nhỡ, đúng không ạ? Chứ không phải là giúp cho cái người mà giúp kẻ khó chứ không giúp kẻ nghèo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vì người ta cơ nhỡ gặp một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẵn sàng mình đưa bàn tay ra để mình nâng đỡ, mình giúp đỡ người ta để người ta thoát qua được cái cơn hoạn nạn đó, để mà người ta vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Chứ không phải mình giúp cho những thằng chây lùi, biến nhát, để mà nó coi như là nghị viên tài đố nói, nếu mà mình tiếp tục mình nuôi nó thì nó sẽ không bao giờ nó tự nó đứng lên bằng hai chân của nó để nó đi làm, để nó coi như tự nó làm việc để nó nuôi cái thân nó. Nhưng mà giả dụ bây giờ quý vị nuôi nó khai là cộng đồng nuôi nó, thì quý vị nghĩ Khải nói đúng không? Bao nhiêu năm nay cộng đồng chúng ta, Khải biết có rất nhiều vị cao niên lãnh tiền già, lãnh tiền hưu, quý vị ở nhà nuôi cháu, xem cháu, trông cháu, và hầu như là không bao giờ mà dám ăn tiêu gì hết, không bao giờ dám mua một cái gì mất tiền, không dám đi ăn nhà hàng, không dám tiêu xài hoang phí. Tức là con cháu có mời đi, có đãi tiệc thì quý vị đi, chứ hoàn toàn Khải biết có rất nhiều quỷ, nhiều vị cao niên không bao giờ dám đi ăn nhà hàng sang trọng. Để mà quý vị chắc chiêu từng đồng để mà gửi cho Ngô Kỷ, tại vì nó khai trước tòa là cộng đồng nuôi nó mà, để mà hàng ngày nó đi ăn nhà hàng, nó phè phỡn trên đồng tiền mà quý vị nghĩ là quý vị gọi là kêu mang nó. Hôm bữa Khải có nói chuyện với một người bạn, Khải nói ví dụ như vậy: chúng ta đi ra ngoài đường ở ngã tư, chúng ta thấy một tên đàn ông với một đứa con nít, thì có thể quý vị thương tâm, quý vị nghĩ ồ hai cha con bây giờ chắc xa cơ lỡ vận, chắc hết xăng, hoặc là chắc mới bị thất nghiệp, thành ra bây giờ phải đưa con ra đứng đường, thì chúng ta sẵn sàng góp tiền để cho họ đủ xăng, đúng không ạ? Để cho họ có tối nay có thể mua đồ ăn, có thể có mướn nhà, mướn khách sạn để ở đỡ. Nhưng quý vị nghĩ sao nếu mà sau một thời gian dài, Khải nói cho quý vị biết,
là cái cặp đó họ đóng đô ở cái khu này, hàng ngày họ đi trong những cái ngã tư đó, cứ đến giờ khi nào họ thích thì họ mặc áo rách rưới, họ dắt nhau ra đứng, họ chìa tay ra họ xin tiền. Nhưng mà khi mà họ làm, họ diễn xong rồi, họ đóng xong cái vai đó rồi thì họ bắt đầu họ đi ra những cái khu khác để mà họ trở lại con người thật của họ. Họ sẽ thay đồ và quần áo của họ sang trọng hơn quý vị, xe cộ của họ mất tiền hơn xe của quý vị, cái khu nhà ở của họ sang trọng hơn quý vị. Và đương nhiên lúc nào họ cũng ăn uống ở những cái nhà hàng sang trọng, cao lương mỹ vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cặp này, cái tụi này là cái tụi bịp bợm, nó đóng vai rách rưới, nó đóng vai ăn xin. Thì quý vị không biết, quý vị nghĩ nó là người cơ nhỡ, quý vị tội nghiệp nó. Nhưng mà chúng ta có biết là đồng hương, mỗi người đi qua, mỗi người cho nó 5 đồng, 10 đồng thì một ngày nó kiếm 1.000 đô la. Trong khi đó quý vị đi làm 8 tiếng một ngày, chắc chiêu, sáng sớm phải có báo thức để thức dậy đi làm, kẹt xe, phải gửi con, phải nhờ ông bà coi con, rồi ai cũng phải đi làm. Trong khi đó quý vị vì cái lòng hảo tâm thương người, quý vị cho cái tụi bịt bợm này 5 đồng, 10 đồng. Nhưng mà quý vị có biết chúng ta vô hình chung là đang dung túng cho cái tụi này, cả cái cộng đồng mỗi người cho nó 5-10 đồng thì nó sẽ ăn chơi sa đọa, nó nhiều tiền hơn quý vị, nó ở nhà sang hơn quý vị, đi xe xịn hơn quý vị, ăn uống toàn là những cái nơi cao lương mỹ vị, tửu lầu cao điếm. Nhưng mà cái mà Khải nói với cái người kia đó, Khải nói nhưng mà quý vị biết không, nếu mà một cái người có lương tâm, có đạo đức đó, khi mà quý vị giúp đỡ họ thì họ sẽ trân trọng, họ mang ơn chúng ta. Nhưng mà cái đám này đó nó không có như vậy. Tức là nó sao? Đối với tụi nó đó là nó không nghĩ là nó lừa gạt chúng ta, nó nghĩ là đây là cái khả năng của nó, cái tài năng của nó. Có nghĩa là sao? Trong lúc mà nó đi, nó mặc đồ rách rưới, nó chìa tay, nó đứng đường, thì nó đối với nó cái đó là làm việc. Nó cho rằng là nó biểu diễn, cái đó là công sức của nó. Thành ra khi mà quý vị bị nó lừa thì nó cười vào mặt chúng ta. Có nghĩa là chúng ta cho nó tiền, nó không mang ơn chúng ta, mà nó khinh bỉ chúng ta. Nó cười trên cái sự ngu dốt của chúng ta, và hàng ngày nó đều đưa tay ra nó nhận tiền mà nó không hề nghĩ là nó mang ơn chúng ta. Nó chỉ nghĩ rằng là cái đó là cái tài năng của nó, và mấy ngàn đô la đó hàng ngày là cái thu nhập của nó nhờ cái tài diễn của nó. Thành ra bao nhiêu năm nay cộng đồng chúng ta là đã bị cái đám này nó lường gạt, nó qua mặt. Thầy nói thẳng, dạ dù bây giờ quý vị thấy Ngô Kỷ nó chống cộng, hắn khoe là hắn chống cộng, mà thật sự Khải đã nói rồi, không phải là vì cái mùa bầu cử mà Khải đi ra Khải bôi nhọ chụp mũ người này người kia, vì Khải theo phe này theo nhóm kia, nhận từ người này chụp mũ người kia, không có chuyện đó. Đến ngày hôm nay thì Khải phải công khai, Khải tố giác tụi nó. Thì quý vị từ từ vào Facebook Khải sẽ thấy, quý vị nhìn lại từ vấn đề Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong là liên quan đến việc Quốc Ly là từ mười mấy năm trước. Và quý vị nhìn xem kỹ lại những cái video clip mà Trần Nhật Phong trả lời phỏng vấn, trong lúc Trần Nhật Phong còn làm việc với Việt Quốc Ly, đại diện cho Việt Quốc Ly, Trần Nhật Phong từng làm việc với cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam. Và Trần Nhật Phong không hề ăn năn, không hề hối hận, không hề xin lỗi, không hề sám hối. Và anh ta cho rằng là anh ta có quyền làm việc, có quyền nhận tiền từ lãnh sự Cộng sản Việt Nam. Phóng viên Trần Nhật Phong, vừa qua anh đại diện cho tuần báo Việt Quốc Ly có một buổi phỏng vấn với lại ông đại sứ Lê Công Phụng ở San Diego. Anh có thể cho biết là cái cảm nhận của anh nói chung về cái qua buổi phỏng vấn nó như thế nào không ạ? Học được nhiều. Học được nhiều thứ hả?
Trong cái tình hình cộng đồng Việt Nam ở đây đó, những cái tiếp xúc cũng như là ngay cả tiếp xúc của báo chí với lại các viên chức phía bên kia vẫn có cái sự e ngại nào đó. Anh làm cuộc phỏng vấn đó, anh trên tinh thần nó anh như thế nào? Có gì đó, tôi làm báo, tôi đâu làm nào làm ăn thương mại, tôi cần mất mối quan hệ, tôi làm sao? Qua những câu hỏi và câu trả lời của anh đối với ông Lê Công Phụng đó thì anh thấy cái sự trả lời của ông ta nó như thế nào ạ? Ok. Ngôn ngữ của nhà ngoại giao. Anh đánh giá rằng ông ấy là một người có kinh nghiệm hay là không kinh nghiệm trong vấn đề ngoại giao? Thì ông nói với tôi, ông là nhà ngoại giao 40 năm thì đương nhiên có kinh nghiệm. Có một chi tiết ở trong bài viết là ông có nói chuyện là ông có đánh góp với lại một người viên chức ở dưới San Diego. Và vì là ngoại giao cho nên ông nhường, chỉ đánh hòa thôi. Thì cái vấn đề đó nó như thế nào ạ? Thì mình hỏi vậy thì ông trả lời như vậy. Trình báo trả lời rõ ràng. Một trong những cái chi tiết là chúng tôi thường đọc rõ ra là khi có cái câu trả lời liên quan tới Việt Nam đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì ông có nói rằng có những nước lớn có nhu cầu với nhau, Việt Nam không làm siết trong mối quan hệ, Việt Nam cũng không leo dây để giữ thăng bằng mà chỉ giữ những gì thuộc về chúng ta. Anh là người trực tiếp hỏi câu đó và anh trực tiếp nghe cái câu trả lời đó, anh đánh giá về cái sự trả lời đó như thế nào? Thì đó là cái chính sách của Việt Nam bây giờ. Cái câu tôi đánh giá là đó là chính sách của Việt Nam. Tuy nhiên tiếp sau đó là có một câu rằng là đại khái là ông rất là đồng ý với lại những phát biểu vừa qua của bà Ngoại trưởng Mỹ là bà Hillary Clinton, là rất đồng ý với lại Hoa Kỳ về quan điểm về Biển Đông. Như vậy có nghĩa là có ý nghĩa nào là ông nghiêng về phía Hoa Kỳ một chút hơn hay không? Tôi không có thói quen đánh giá người ta như vậy, tại vì cái bài trả lời tôi chỉ ghi nhận toàn bộ bài trả lời tôi đăng. Sự cởi mở của các viên chức ngoại giao Việt Nam đối với lại báo chí bên ngoài anh thấy như thế nào? Không riêng vì báo chí Việt Nam, báo chí Mỹ họ cũng đối xử giống nhau. Tuần báo Việt Weekly vẫn là tuần báo duy nhất thực hiện cái cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Lê Công Phụng trong chuyến đi của ông về San Diego kỳ này. Anh đánh giá sao về cái chuyện duy nhất đó? Việt Weekly cũng không phải duy nhất nữa, chẳng qua là cái cuộc phỏng vấn đó là mình có arrangement trước thôi. Thật sự San Diego Union cũng có đăng, cho nên là Việt Weekly không phải là cái cơ quan duy nhất. Tất cả những câu hỏi anh đặt ra thì ông Lê Công Phụng có trả lời hết không ạ? Thì những câu nào tôi hỏi thì ông trả lời. Anh có thỏa mãn về những câu trả lời của ông Lê Công Phụng? Tôi chỉ là người hỏi, tôi không cần thiết phải thỏa mãn hay hết. Tôi chỉ đặt câu hỏi cho những cái người quan tâm. Kinh nghiệm và qua nhiều lần anh có tiếp xúc và phỏng vấn nhiều viên chức của phía Việt Nam đó, thì anh có một cái chia sẻ gì đó với đối với những đồng nghiệp ở vùng Orange County này? Bình tĩnh, hai chữ. Bình tĩnh thôi hả? Vì sao phải bình tĩnh? Bình tĩnh trong câu hỏi, bình tĩnh trong cái lắc đầu. Nhà báo Đinh Quang Thái thì có lần đặt ra cái vấn đề là phải hỏi cho hết tất cả những câu hỏi cần hỏi đối với lại viên chức phía bên nhà nước Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về cái nhận xét của nhà báo Đinh Quang Thái? Thì anh làm đi. Nếu mà anh làm được thì tốt. Xin cảm ơn anh Trần Nhật Phong. Rồi đến một lúc nào đó giống hệt như Nam Quan, khi mà anh ta cần phải chở cờ thì anh ta lại xoay ra, anh ta đội cái nón lên, khoác cờ vàng lên và tự xưng mình là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, tự xưng mình là lãnh tụ chống cộng, để mà đòi tử thụ An Lộc, tử thụ chống lại cộng sản. Quý vị thử lên coi cái clip mới nhất của Nam Quan. Cái này Nam Quan đã in trên một cái tờ báo gọi là tờ báo Tin Sáng và gửi đến mấy ngàn đồng hương của chúng ta vào năm 2019, chứ Nam Quan không có giấu gì hết thưa anh. Tất cả những gì là chúng tôi có chứng cứ hết thưa quý vị đồng hương. Chúng tôi nói là chúng tôi phỏng vấn ai? Chúng tôi phỏng vấn ông Lý Tống, chúng tôi phỏng vấn ông Đỗ Dũng mà rồi nói là thân cộng đó, chúng tôi phỏng vấn ông Hoàng Duy Hùng nè thưa quý vị. Hoàng Duy Hùng bây giờ về bưng bô Cộng sản Việt Nam đó, chúng tôi phỏng vấn hết. Chúng tôi phỏng vấn ai? Chúng tôi phỏng vấn ông gì đây, ông Nguyễn Phương Hùng của KBC Hải Ngoại, cũng là bây giờ cũng bị người ta cho là Việt Giang. Chúng tôi phỏng vấn ông Thanh Tú là cái gì của con của ông nhà báo Đạm Phong. Chúng tôi phỏng vấn ông Phạm Kim Long, chúng tôi phỏng vấn hết.
ai mà chúng tôi thấy có thể nào mà chúng tôi đem lại được cái tin tức cho bà con, cho đồng hương là chúng tôi phỏng vấn hết, thưa quý vị. Cũng giống như ông Nguyễn Chắc Toàn là ông tổng lãnh sự ở San Francisco. Lấy cái lần đó thật sự nó như thế này. Thật sự ra tôi không có phải là tôi tới đó, tôi phỏng vấn ông. Tôi đi với lại một người bạn là anh Phúc đó. Anh Phúc đó, anh Phúc mà hay lên đài Phúc Bonsa TV đó. Anh nói năm quen, bữa nay có rảnh không? Mình đi chơi, đi tới nhà bạn anh chơi. Thì tôi đi tới nhà của người bạn của anh Phúc. Thì lúc đó tôi tới đó thì tôi thấy người ta ở trong đó tùm lum, đâu tôi đâu biết người nào ra người nào đâu, tôi mới tới mà, đúng không thưa anh? Tôi tới một cái party rất là mới đối với tôi không biết người ra người nào. Thì sau đó người ta mới giới thiệu vòng vòng, người ta nói là ok, có này có ông Nguyễn Chắc Toàn ở đây, ông Khải Đào cũng có ở đó mà thưa quý vị, ông Dũng Taylor chồng của Thu Phương cũng có ở đó mà quý vị, ông Khải Đào ông có ở đó ông nói cho tôi nghe đi, mà bây giờ ông ra ông tố cáo tôi là tôi ngồi chung với lại ông Nguyễn Chắc Toàn này nọ. Ông Đoàn Trọng mà lúc đi theo anh Nam Quang hỏi rất nhiều lần là bây giờ có chửi không, bây giờ có chửi không, thì anh thì dường như anh chưa kịp trả lời câu hỏi đó của ông Đoàn Trọng. Vâng thưa anh, hồi đó tôi có một cái lần là tôi livestream trong cái chuyện là ông Phát Bồi và ông Hoàng Kiều. Cái lần đó là cái lần mà cái đại dịch nó hoành hành và những cái người này là những cái người vô nhân tính, họ kêu gọi đồng hương đi ra chỉ vì một cái mục tiêu chính trị là họ muốn lấy thông tin của đồng hương để họ phục vụ cho cái chuyện recall ông Chí Tà và ông Charlie Nguyễn Chí cũng như bà Kimberly Hồ. Thì Nam Quang thấy là họ có cái nguy cơ làm cho cộng đồng của chúng ta, đồng hương của chúng ta lây nhiễm Covid. Thành ra Nam Quang đi ra đó để Nam Quang làm cái phóng sự và Nam Quang rất là bức xúc, và Nam Quang nói với lại quý vị khán giả của chúng ta là xin lỗi quý vị, nhưng mà Nam Quang phải chửi những cái đứa vô nhân tính này. Thành ra Nam Quang có chửi trong một cái lần đó thôi. Nếu mà nói như vậy thì trong lần đó dường như tôi nhớ không lầm là có những cái buổi mà ông Chí Tạ cũng như là ông An Triều Đỗ cũng phát quà tương tự ở cái những cái thời gian tương tự như vậy mà anh không phản đối hoặc là anh ủng hộ, thì cái đó nó có mâu thuẫn hay không? Thưa anh, nếu như mà ông Chí Tạ đó, bây giờ mình quay lại như vậy, nếu như mà có một cái chương trình gì đó ở trên đất Mỹ, nó có nhiều cái chương trình mà chỉ có một mình anh, thì anh đi cover được tất cả các chương trình hay không? Không, mình chỉ cover được một chương trình thôi anh. Thì cái nào mà nó ảnh hưởng đến đồng hương nhiều nhất thì chúng tôi sẽ tập trung vào đó, chứ chúng tôi không có tập trung những cái lẻ tẻ thôi anh. Ngoài ra thì trong mấy bữa nay khi mà trên đài nói rất nhiều tới hai cái sự kiện liên quan tới chính bản thân anh Nam Quang, đó là một cái vụ mà tham gia một cái buổi mà có ông tổng lãnh sự Nguyễn Chắc Toàn ở một nhà riêng. Cái thứ hai là anh lên livestream khen ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Thì với hai cái sự kiện đó thì nhiều người nói rằng anh là đi theo cộng sản, thân cộng sản, rồi nay lại chửi cộng sản để mà ra tranh cử, thì anh có ý kiến gì không? Bây giờ anh quay cho mọi người coi mọi người đang thấy cái gì đây. Cái áo này qua mặt là cái gì? Cái áo này nó là cái ý nghĩa nó như thế nào thưa anh?
Anh thấy kìa. Đây, nhưng mà anh nghĩ đây là cái cờ gì đây? Đây là cờ vàng ba sọc đỏ đúng không anh? Cái này là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nam Quang, thưa quý vị, bao giờ cũng là người là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi luôn luôn bảo vệ chính nghĩa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Còn những cái chiêu mà chúng tôi dùng giống như là chúng tôi đổ thêm dầu vào lửa, và lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ta đang tiến hành cái chiến dịch là thanh trừng những cái người ở trong đảng của ông ta, là ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng. Thành ra chúng tôi là khích, chúng tôi khen ngợi ông ta là để chúng tôi giống như chúng tôi khích để ông ta coi như là tiếp tục coi như là thanh trừng thêm nữa, thưa quý vị. Bên quân giặc mà nó càng giết nhau chừng nào thì chúng ta càng có lợi cho chúng ta chừng đó thôi. Còn cái việc về cái việc mà dự tiệc ở nhà riêng một vị mà có ông Nguyễn Chất Toàn, tổng lãnh sự Việt Nam lúc bấy giờ. À vâng thưa anh, cái chuyện đó chúng tôi đã công khai với là quý vị khán giả trên tờ báo Tinh Sáng, là chúng tôi lúc đó là ký giả, thưa quý vị. Chúng tôi chưa có hoạt động chính trị gì hết, chúng tôi là ký giả. Thì chúng tôi cho nó thật sự ra trong đó là một, trong một cái buổi chúng tôi đi chơi với là một người bạn thôi thưa anh. Chúng tôi đi chơi một người bạn thì chúng tôi tới đó và chúng tôi vô tình là gặp ông Nguyễn Chất Toàn. Thành ra chúng tôi tranh thủ phỏng vấn ông ta luôn. Nhưng mà ông ta vào cái lúc đó là ông ta mới được bổ nhiệm vô trong cái chức vụ là tổng lãnh sự của San Francisco đó. Thì lúc đó ông ta nói là tất cả những cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho ông nó rất là nhạy cảm trong cái lúc này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái ghế ngồi của ông, ra ông không có trả lời. Thì lúc đó chúng tôi xong, sau đó là chúng tôi chỉ ngồi đó khoảng chừng 50 phút theo kiểu lịch sự thôi, chúng tôi và chúng tôi đi về. Chúng tôi không có tiếp tục ăn nhậu gì, giống như là bị mọi người vu khống thôi, chúng tôi không ăn nhậu gì cả. Hiện nay thì anh ra tranh cử cho nên là cái vấn đề gọi là đối thoại là quan trọng. Thì tôi có nhận được cái lời đề nghị của anh Khải Đào, nói rằng là anh Khải Đào sẵn sàng cùng với là ông Phát Bùi để mà tranh luận với anh và ông Nguyễn Quốc Lân về những cái vấn đề mà có thể là nhiều người quan tâm. Thì anh nghĩ như thế nào? Chắc đây là câu hỏi cuối chúng tôi phải lên trên kia. Vâng thưa anh, cái vấn đề chỗ này, anh là một nhà báo, anh tổ chức nhiều cái cuộc tranh luận với nhau rồi, thì anh biết là khi mà tranh luận thì chúng tôi tranh luận theo như thế nào. Ứng cử viên, tôi là ứng cử viên, chúng tôi sẽ tranh luận với ứng cử viên. Ví dụ như bây giờ nếu mà anh nói chúng tôi muốn tranh luận với bà Terry hoặc là ông Jimmy Phạm thì chúng tôi có thể tranh luận. Còn bây giờ chúng tôi tranh luận với ông Phát Bùi để làm gì? Tại vì ông Phát Bùi không phải là ứng cử viên đối lập với lại chúng tôi, thành ra chúng tôi sẽ không tranh luận với ông Phát Bùi. Tranh luận với ứng cử viên là về vấn đề tranh cử, còn tranh luận với lại ông Khải Đào hay là ông Phát Bùi là về vấn đề cộng đồng. Thưa anh có sẵn sàng tranh luận về vấn đề cộng đồng liên quan tới anh không? Hiện giờ chúng tôi quá bận, chúng tôi sẽ trong vòng 3 tuần nữa sau khi mà cái việc tranh cử nó qua đi đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng ngồi tranh luận với lại những cái người đó thôi. Cảm ơn anh Quang. Có thể sẽ tranh luận với ông Phát Bùi chứ còn không tranh luận ông Khải Đào. Tại sao không ạ? Tại vì tôi nghĩ là ông Khải Đào không có cái khả năng tranh luận thôi. Xin cảm ơn. Không còn giá trị nữa, có thuyết âm mưu về anh cái chuyện có này. Nhắc tới lại anh Nam Quang thì trong cái cuộc biểu tình thì lúc bắt đầu chương trình mặc niệm tôi thấy anh Nam Quang xuất hiện và quay, thì lúc đó tôi cũng đoán ngay và tôi cũng nói trong cái video đó là lúc này là đang lúc chào cờ với mặc niệm, cho nên có lẽ là chưa có cái sự phản đối, nhưng mà vừa ngưng một cái là chắc chắn sẽ có sự phản đối. Thì y như rằng vừa ngưng một cái là hai phía gọi là xông vào nhau để mà gọi là xỉ vả. Tôi có thấy có clip đó. Thì anh Nam Quang cũng vẫn cứ quay, và sau đó tôi có hỏi anh cái những cái câu hỏi mà mọi người mấy bữa nay đặt ra, đó là về cái việc mà cái vụ mà anh chửi như là ông Đoàn Trọng ông hỏi là sao anh không chửi nữa ngày hôm nay, tức là bữa trước anh chửi thì làm sao, rồi hai cái vụ liên quan tới gặp gỡ tổng lãnh sự Nguyễn Trác Toàn trong một buổi tiệc riêng, rồi ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng trong một clip thì như thế nào. Thì anh có trả lời một cách vắn tắt, đó là về cái vụ chửi thì anh nói rằng là anh chửi vì ông Hoàng Kiều lúc đó là đang chờ dịch bệnh mà đi phát quà, các cụ đang bệnh mà đi phát quà, đi nhận quà, cho nên là anh chửi.
Còn về ông Nguyễn Trắc Toàn thì anh nói là lúc đó anh đang làm báo, chưa có làm chính trị, cho nên là anh không có tính tới cái chuyện mà gọi là phải gặp ai không gặp ai. Rồi cái chuyện mà gặp ông Nguyễn Phú Trọng, ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng qua một cái video clip thì anh nói rằng là để mà phân hóa hàng ngũ cộng sản cho họ tiêu diệt lẫn nhau, khi lúc đó đã xảy ra một số những cái vụ việc thanh trừng lẫn nhau gì đó. Thì anh có nghe qua cái câu trả lời đó hay không, và anh cho biết ý kiến của anh? Tôi có nghe rõ ràng anh Ram gọi là thật sự cái chuyện Nam Quang thì tôi cũng không muốn dính líu nhiều vào đó, nhưng mà thật sự thì tôi nói gieo cây nào thì gặp quả đó thôi nhé. Không thể nào gieo lúa anh gieo khoai mì, anh gieo sắn mà anh gặt lúa được. Thế thì Nam Quang có những cái clip, những cái YouTube ảnh làm YouTuber ngày xưa, thì anh có những cái dùng từ quá nặng với những người như là hồ ly tinh, rồi tên dâm tặc, rồi gì hồ chí đổ tạ, cái ông tài đổ rồi này, rất là nhiều chuyện. Thì đó, bây giờ ông gạt lại những cái lời hái y chang vậy. Là người YouTuber ngày xưa, ông dùng những ngôn từ quá đáng lúc đó, thì rõ ràng ai cũng biết Nam Quang là phe chí tạ. Chứ là rõ ràng rồi, Nam Quang không chối được chuyện đó được. Theo phe chí tạ, thì cái vụ Hoàng Kiều phát gạo bắt đầu, thì Nam Quang la làng. Nam Quang lúc làm YouTube mà, ha, biết Ngô Kỹ là la làng ở xóm, nên gọi là Hoàng Kiều rồi phát bùi, gọi là làm vậy để mà lây nhiễm bệnh này nọ thứ. Nhưng mà ngược lại thì phe của Nam Quang, ông Trí Tạ nào cũng có phát gạo vậy, nhưng mà Nam Quang lại không làm nó sống lên hết. Thì đó, câu chuyện cứ chống qua chống lại. Còn cái chuyện mà Nam Quang vào cái chuyện mà ngồi ông Nguyễn Đắc Toàn thì ổng bây giờ ổng muốn nói gì ổng nói, chuyện đó chuyện tôi không ý kiến nhiều. Ông Đoàn Trọng lúc đi theo anh Nam Quang hỏi rất nhiều lần là bây giờ có chửi không, thì anh Dương Dương chưa kịp trả lời câu hỏi đó của ông Đoàn Trọng. Vâng thưa anh, hồi đó tôi có một cái lần là tôi livestream trong cái chuyện là ông Phát Bồi và ông Hoàng Kiều. Cái lần đó là cái lần mà cái đại dịch nó hoành hành, và những cái người này là những cái người vô nhân tính, họ kêu gọi đồng hương đi ra chỉ vì một cái mục tiêu chính trị là họ muốn lấy thông tin của đồng hương để họ phục vụ cho cái chuyện recall ông Chí Tà và ông Charlie Nguyễn Chí cũng như bà Kimberly Hồ. Thì Nam Quang thấy là họ có cái nguy cơ làm cho cộng đồng của chúng ta, đồng hương của chúng ta lây nhiễm Covid. Thành ra Nam Quang đi ra đó để Nam Quang làm cái phóng sự, và Nam Quang rất là bức xúc, và Nam Quang nói với lại quý vị khán giả của chúng ta là xin lỗi quý vị, nhưng mà Nam Quang phải chửi những cái đứa vô nhân tính này. Thành ra Nam Quang có chửi trong một cái lần đó thôi. Nếu mà nói như vậy thì trong lần đó dường như tôi nhớ không lầm là có những cái buổi mà ông Chí Tạ cũng như là ông An Triều Đỗ cũng phát quà tương tự ở cái những cái thời gian tương tự như vậy mà anh không phản đối hoặc là anh ủng hộ, thì cái đó nó có mâu thuẫn hay không? Thưa anh, nếu như mà anh ông Chí Tạ đó, bây giờ mình quay lại như vậy, nếu như mà có một cái chương trình gì đó ở trên đất Mỹ, nó có nhiều cái chương trình mà chỉ có một mình anh, thì anh đi cover được tất cả các chương trình hay không? Không, mình chỉ cover được một chương trình thôi anh. Thì cái nào mà nó ảnh hưởng đến đồng hương nhiều nhất thì chúng tôi sẽ tập trung vào đó, chứ chúng tôi không có tập trung những cái lẻ tẻ thôi anh. Ngoài ra thì trong mấy bữa nay khi mà trên đài nói rất nhiều tới hai cái sự kiện liên quan tới chính bản thân anh Nam Quang, đó là một cái vụ mà tham gia một cái buổi mà có ông Tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Toàn ở một nhà riêng. Cái thứ hai là anh lên livestream khen ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Thì với hai cái sự kiện đó thì nhiều người nói rằng anh là đi theo cộng sản, thân cộng sản, rồi nay lại chửi cộng sản để mà ra tranh cử, thì anh có ý kiến gì không? Bây giờ anh quay cho mọi người coi, mọi người đang thấy cái gì đây? Cái áo này qua mặt là cái gì? Cái áo này nó là cái ý nghĩa nó như thế nào thưa anh? Anh thấy cái áo đây, nhưng mà anh nghĩ đây là cái cờ gì đây? Đây là cờ vàng ba sọc đỏ đúng không anh? Cái này là biểu tượng của gì, của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nam Quang thưa quý vị bao giờ cũng là người là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi luôn luôn bảo vệ chính nghĩa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa quý vị.
còn những cái chiêu mà chúng tôi dùng giống như là chúng tôi đổ thêm dầu vào lửa, và lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ta đang tiến hành cái chiến dịch là thanh trừng những cái người ở trong đảng của ông ta, là ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng. Thành ra chúng tôi là chúng tôi khen ngợi ông ta là để chúng tôi giống như chúng tôi khích để ông ta coi như là tiếp tục như là thanh trừng thêm nữa, thưa quý vị. Bên quân giặc mà nó càng giết nhau chừng nào thì chúng ta càng có lợi cho chúng ta chừng đó thôi. Còn cái việc về cái việc mà dự tiệc ở nhà riêng một vị mà có ông Nguyễn Chất Toàn tổng lãnh sự Việt Nam lúc bấy giờ. À vâng thưa anh, cái chuyện đó chúng tôi đã công khai với là quý vị khán giả trên tờ báo Tin Sáng, là chúng tôi lúc đó là ký giả, thưa quý vị. Chúng tôi chưa có hoạt động chính trị gì hết, chúng tôi là ký giả. Thì chúng tôi cho nó thật sự ra trong đó là một trong một cái buổi chúng tôi đi chơi với là một người bạn thôi thưa anh. Chúng tôi đi chơi một người bạn thì chúng tôi tới đó và chúng tôi vô tình là gặp ông Nguyễn Chất Toàn, thành ra chúng tôi tranh thủ phỏng vấn ông ta luôn. Nhưng mà ông ta vào cái lúc đó là ông ta mới được bổ nhiệm vô trong cái chức vụ là tổng lãnh sự của San Francisco đó. Thì lúc đó ông ta nói là tất cả những cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho ông nó rất là nhạy cảm trong cái lúc này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái ghế ngồi của ông, ra ông không có trả lời. Thì lúc đó chúng tôi xong, sau đó là chúng tôi chỉ ngồi đó khoảng chừng 50 phút theo kiểu lịch sự rồi chúng tôi và chúng tôi đi về. Chúng tôi không có tiếp tục ăn nhậu gì, giống như là bị mọi người vu khống thôi. Chúng tôi không ăn nhậu gì cả. Hiện nay thì anh ra tranh cử cho nên là cái vấn đề gọi là đối thoại là quan trọng. Thì tôi có nhận được cái lời đề nghị của anh Khải Đào, nói rằng là anh Khải Đào sẵn sàng cùng với là ông Phát Bùi để mà tranh luận với anh và ông Nguyễn Quốc Lân về những cái vấn đề mà có thể là nhiều người quan tâm. Thì anh nghĩ như thế nào? Chắc đây là câu hỏi cuối chúng tôi phải lên trên kia. Vâng thưa anh, cái vấn đề chỗ này, anh là một nhà báo, anh tổ chức nhiều cái cuộc tranh luận với nhau rồi, thì anh biết là khi mà tranh luận thì chúng tôi tranh luận theo như thế nào. Ứng cử viên, tôi là ứng cử viên, chúng tôi sẽ tranh luận với ứng cử viên. Thí dụ như bây giờ nếu mà anh nói chúng tôi muốn tranh luận với bà Terry hoặc là ông Jimmy Phạm thì chúng tôi có thể tranh luận. Còn bây giờ chúng tôi tranh luận với ông Phát Bùi để làm gì? Tại vì ông Phát Bùi không phải là ứng cử viên đối lập với lại chúng tôi, thành ra chúng tôi sẽ không tranh luận với ông Phát Bùi. Tranh luận với ứng cử viên là về vấn đề tranh cử, còn tranh luận với lại ông Khải Đào hay là ông Phát Bùi là về vấn đề cộng đồng. Thưa anh có sẵn sàng tranh luận về vấn đề cộng đồng liên quan tới anh không? Hiện giờ chúng tôi quá bận, chúng tôi sẽ trong vòng 3 tuần nữa sau khi mà cái việc tranh cử nó qua đi đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng ngồi tranh luận với lại những cái người đó thôi. Cảm ơn anh Quang. Có thể sẽ tranh luận với ông Phát Bùi chứ còn không tranh luận không Khải Đào. Tại sao không ạ? Tại vì tôi nghĩ là ông Khải Đào không có cái khả năng tranh luận thôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Là người YouTuber ngày xưa ông dùng những ngôn từ quá đáng lúc đó, thì rõ ràng ai cũng biết Nam Quang là phe Chí Tạ. Chứ là rõ ràng rồi, Nam Quang không chối được chuyện đó được. Theo phe Chí Tạ thì cái vụ Hoàng Kiều phát giả bắt đầu thì Nam Quang la làng. Nam Quang lúc làm YouTube mà ha, với Ngô Kỷ là la làng ở xóm nên gọi là Hoàng Kiều rồi Phát Bùi gọi là làm vậy để mà lây nhiễm bệnh này nọ thứ. Nhưng mà ngược lại thì phe của Nam Quang, ông Chí Tạ là cũng có phát giả vậy. Nhưng mà Nam Quang lại không la làng ở xóm lên hết. Thì đó, câu chuyện cứ chống qua chống lại. Còn cái chuyện mà Nam Quang vào cái chuyện mà ngồi với ông Nguyễn Đắc Toàn thì ổng bây giờ ổng muốn nói gì ổng nói. Chuyện đó chuyện tôi không ý kiến nhiều. Cái này Nam Quang đã in trên một cái tờ báo gọi là tờ báo Tin Sáng và gửi đến mấy ngàn đồng hương của chúng ta vào năm 2019, chứ Nam Quang không có giấu gì hết thưa anh. Tất cả những gì là chúng tôi có chứng cứ hết thưa quý vị đồng hương. Chúng tôi nói là chúng tôi phỏng vấn ai? Chúng tôi phỏng vấn ông Lý Tống, chúng tôi phỏng vấn ông Đỗ Dũng mà rồi nói là thân cộng đó. Chúng tôi phỏng vấn ông Hoàng Duy Hùng nè thưa quý vị. Hoàng Duy Hùng bây giờ về bưng bô Cộng sản Việt Nam đó, chúng tôi phỏng vấn hết. Chúng tôi phỏng vấn ai? Chúng tôi phỏng vấn Nguyễn Phương Hùng của KBC Hải Ngoại, cũng là bây giờ cũng bị người ta cho là Việt Giang. Chúng tôi phỏng vấn ông Thanh Tú là con của ông nhà báo Đạm Phong. Chúng tôi phỏng vấn ông Phạm Kim Long, chúng tôi phỏng vấn hết. Ai mà chúng tôi thấy có thể nào mà
chúng tôi đem lại được cái tin tức cho bà con, cho đồng hương là chúng tôi phỏng vấn hết, thưa quý vị. Là người du xích bờ ngày xưa, ông dùng những ngôn từ quá đáng lúc đó, thì rõ ràng ai cũng biết Nam Quang là phe Chí Tạ. Chứ là rõ ràng rồi, Nam Quang không chối được chuyện đó được. Theo phe Chí Tạ thì cái vụ Hoàng Kiều phát giả bắt đầu thì Nam Quang la làng. Nam Quang lúc làm YouTube mà ha, với Ngô Kỷ là la làng ở xóm nên gọi là Hoàng Kiều rồi phát bùi gọi là làm vậy để mà lây nhiễm bệnh này nọ thứ. Nhưng mà ngược lại thì phe của Nam Quang, ông Chí Tạ là cũng có phát gạo vậy. Nhưng mà Nam Quang lại không la làng ở xóm lên hết. Thì đó, câu chuyện cứ chống qua chống lại. Còn cái chuyện mà Nam Quang vào cái chuyện mà ngồi với ông Nguyễn Đắc Toàn thì ổng bây giờ ổng muốn nói gì ổng nói. Chuyện đó chuyện tôi không ý kiến nhiều. Cũng giống như ông Nguyễn Trác Toàn là ông tổng lãnh sự ở San Francisco. Lấy lần đó thật sự nó như thế này. Thật sự ra tôi không có phải là tôi tới đó, tôi phỏng vấn ông. Tôi đi với lại một người bạn là anh Phúc đó. Anh Phúc mà hay lên đài Phúc Bonsa TV đó. Anh nói Nam Quang, bữa nay có rảnh không? Mình đi chơi, đi tới nhà bạn anh chơi. Thì tôi đi tới nhà của người bạn của anh Phúc. Thì lúc đó tôi tới đó thì tôi thấy người ta ở trong đó tùm lum, đâu tôi đâu biết người nào ra người nào đâu, tôi mới tới mà, đúng không thưa anh? Tôi tới một cái party rất là mới đối với tôi không biết người ra người nào. Thì sau đó người ta mới giới thiệu vòng, người ta nói là ok, có này có ông Nguyễn Trác Toàn ở đây, ông Khải Đào cũng có ở đó mà thưa quý vị, ông Dũng Taylor chồng của Thu Phương cũng có ở đó mà quý vị. Ông Khải Đào ông có ở đó ông nói cho tôi nghe đi, mà bây giờ ông ra ông tố cáo tôi là tôi ngồi chung với lại ông Nguyễn Trác Toàn này nọ. Cái chuyện mà Nam Quang vào cái chuyện mà ngồi với ông Nguyễn Đắc Toàn thì ổng bây giờ ổng muốn nói gì ổng nói. Chuyện đó chuyện tôi không ý kiến nhiều. Cái chuyện mà Nam Quang vào cái chuyện mà ngồi với ông Nguyễn Đắc Toàn thì ổng bây giờ ổng muốn nói gì ổng nói. Chuyện đó chuyện tôi không ý kiến nhiều. Trước hết câu cái tôi có coi clip đó thì có hai phần. Cái phần thứ nhất á là ông Ngô Kỷ thì đụng độ rất nhiều người trong cộng đồng, không riêng ông Lâm Nguyên. Ông Lâm Thành Nguyên thì bữa cái clip đó thì ông Lâm Nguyên hỏi dồn vào cái chuyện mà tại sao Ngô Kỷ ngày xưa treo cổ ông Tạ Đức Trí và ông Diệp Minh Trường bây giờ là ủng hộ, nguyên lời của ông Lâm Thành Nguyên là bưng bô đó. Thì rõ ràng câu chuyện đó ai cũng biết. Bây giờ Ngô Kỷ vẫn chối là Ngô Kỷ tại lúc đó những người đó làm phật lòng Ngô Kỷ, không có lợi biểu tình của Tỷ Trống. Nhưng mà ai cũng biết lúc đó là Ngô Kỷ trong phe của Dân Đức Nguyễn và An Đức Đỗ. Lúc đó An Đức Nguyễn và Đỗ đang chống phe Trần Thế Văn với lại ông Tạ Đức Trí, thì Ngô Kỷ về phe bên đó thì chống phe bên này. Thì cái chuyện đó nói sơ để cho khán giả biết thôi. Bây giờ Ngô Kỷ danh cứ chối thì vẫn Ngô Kỷ vẫn chối, có đó không sao hết, có quyền của anh Ngô Kỷ, tôi không có ý kiến nhiều. Thì thật sự đó, cái chuyện đó là chuyện chứ không phải là chuyện cá nhân nữa, cái chuyện là một câu chuyện là nó dài để mà hiểu được hết. Bây giờ nói là gần khán giả thì khán giả sẽ không có hiểu nhiều. Phe phái với nhau, họ chống nhau. Bây giờ anh Ngô Kỷ ổng lại quay ngược về ổng ủng hộ cái phe của anh Trần Thế Văn, cái phe của anh Tạ Đức Trí, anh Cao Lê Chí Mạnh. Bây giờ ông chống lại cái phe của Dân Đức Nguyện. Thì bây giờ ông không chơi cổ nữa, ông ủng hộ. Là cũng chuyện cái chuyện của ông Ngô Kỷ. Nhưng mà cái câu chuyện nó, tôi là thấy phần câu chuyện nó khác. Là cái khi mà ông Ngô Kỷ ông trả lời trong clip đó, khán giả vừa nghe đó, trả lời của anh Lâm Nguyên Thạnh đó. Lâm Nguyên Quận Cam đó. Thì Nguyên Văn là ông Kỷ nói, cái này Nguyên Văn nha, các vị nghe kỹ nè. Là ông để trước khi ông trả lời câu hỏi đó thì ông nói là ông có Nguyên Văn tôi là ông nói là những người lính, những người chính trị gia, những người không đều là con người cộng sản quốc gia, đều có lúc họ làm đúng, họ làm sai. Và ngay cả chính tôi cũng vậy, đó là Ngô Kỷ, chính tôi là chính Ngô Kỷ đó. Là đều có làm sai và có lúc làm đúng. Trước khi ông trả lời câu hỏi của ông Văn, ông nói câu đó. Thì rõ ràng để nói là rõ ràng hôm nay là Ngô Kỷ nói
tôi khen Ngô Kỷ là hôm nay Ngô Kỷ đúng, nói đúng lương tâm Ngô Kỷ, và Ngô Kỷ đúng, Ngô Kỷ nói sự thật. Là làm con người thì bất cứ chính trị gia, con người hay là lớn nhỏ là bé bái đều có lúc đúng lúc sai. Chính Ngô Kỷ xác nhận, nhưng mà hồi đó các bạn thấy các Ngô Kỷ lên kênh Phố Ngô Sa và lắc rất nhiều kênh. Ngô Kỷ lúc nào cũng nói ổng là ánh sáng. Ổng là ánh sáng, ổng là chân lý. Ổng có gì sai? Đồng bào nói tôi có gì sai, nói tôi biết đi. Tôi có gì sai? Ai chống về tôi là ngục tối, là gọi là ổng sẽ chống lại, ai đi ngược hướng của ổng là chống lại. Rõ ràng ông Ngô Kỷ có nhiều điều sai lắm. Bữa nay ổng mới xác nhận ổng cũng có điều sai. Mà từ hồi đó giờ ông lên rất nhiều kênh, ông chưa bao giờ ông nói ông sai hết. Ông hoàn toàn ông nói là ông là người đúng. Tôi có gì sai, đồng bà chỉ tôi có sai đi. Bây giờ ông lại trong một phút giây nào đó ông nói sự thật trên lòng ông. Là làm con người, làm chính trị gia, dù cộng sản quốc gia đều có lúc làm đúng và làm sai. Thì là ông Ngô Kỷ có làm đúng làm sai chứ. Ảnh sai nhiều chuyện lắm, mà ông lúc nào cũng không nói ông sai hết. Ông cứ la làng la xóm trên kênh của anh, trên rất nhiều kênh là ông lúc nào cũng đúng hết. Còn người ta ngược hướng ông là sai hết. Rõ ràng hôm nay là lòi cái đuôi, là Ngô Kỷ có nhiều điều sai. Mà Ngô Kỷ sai nhiều điều lắm. Chửi người này, chửi người kia, làm những cái điều bất lợi cho người này, người kia rất nhiều. Ai cũng việc, ngay cả ông sai với tôi nè. Ông nói tôi là Việt gian. Có đó đúng không? Không, tôi không phải là Việt gian. Nhưng mà ảnh vẫn nói tôi là Việt gian. Thì ông cũng có cái sai vậy. Hôm nay Ngô Kỷ mới là xác nhận và lòi cái đuôi ra là cũng có điều sai. Khán giả rõ ràng là ảnh xác nhận ông có điều sai. Hồi đó ông cứ la làng sống cơ mà. Là ông, tôi có gì sai đồng bào? Chỉ cái sai của tôi đi. Hôm nay chính ảnh xác nhận là ổng và tôi cũng vậy, tức là ổng cũng có điều sai. Đó là cái sự chú ý của anh vào cái câu đó. Rõ ràng ổng nói. Từ hồi đó thì các bạn thấy ảnh lên tất cả các nhiều kênh, ổng cứ la làng la xóm là ổng nói ổng không có điều sai, tôi gì sai đồng bào chỉ tôi đi. Hôm nay ổng xác nhận là con người thì có lúc cũng có lúc sai và cũng lúc đúng. Ngay cả tôi cũng vậy, là ngay chính ổng cũng vậy. Ảnh biết ảnh rất nhiều điều sai nhưng mà ổng không xác nhận người đó. Lúc nào có anh sẵn, bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ một cuộc đấu tranh, cho là đấu tranh đi. Thì đấu tranh có nhiều phương pháp đấu tranh. Ông muốn lật đổ Đảng Cộng sản, ông không muốn toa hiệp, thì có những người như ông Trúc Hồ, ông Năm Lộc, ông Trịnh Hội, ông Tắc, mặc dù trong cộng dõm thôi, nhưng mà họ có đường lướng, họ tiếp cận khác nhau. Thì không đúng hướng của ông Ngô Kỷ là sai hết sao? Cũng như một cái điểm cao đi, một người muốn trèo lên, người đi máy bay đó, nhảy dù xuống, một người leo núi lên, thì cuối cùng họ cũng lên cái điểm đó, điểm cao đó, nhưng mà họ có nhiều phương pháp họ lên. Thì chẳng lẽ những cái phương pháp khác mình là mình cho họ sai hết sao? Ngô Kỷ gọi là hầm hồ, cứ la làng nó sớm là ai ngược ổng là ổng là chân lý, họ là không chân lý, ổng là ánh sáng, họ là ngục tối sao? Ngô Kỷ có nhiều điều sai. Bữa nay ổng xác nhận ổng đi, mà tôi khắc khen Ngô Kỷ là hôm nay nói thật sự thật lòng, để cho đồng bào thấy là Ngô Kỷ cũng là con người, cũng có lúc đúng lúc sai. Chứ không thể nào anh cứ lên bất cứ kênh nào anh cũng nói anh là anh không có điều gì sai hết. Chỉ tôi cái sai đi, anh sai nhiều lắm. Nhưng mà họ không chỉ, họ không thời gian rảnh đâu để mà họ chỉ những điều sai của anh. Yeah. Có những người lớn tuổi, có những người không bằng lòng, đi ngược hướng với anh, là anh chửi người ta tổ cha, tổ đồ, đủ chuyện. Anh chửi đầy trên website, trên online hết. Anh có nhiều điều sai lắm. Yeah. Anh chụp bủ hết người này người kia Việt Giang. Ví dụ họ ngồi với một người nhân vật đó, cũng một cái nhân vật đó, ngồi công nhạc phe của anh ngồi thì anh không cho là sai. Mà những người khác ngồi mà không phe anh thì anh nói là người ta cộng sản quốc gia. Nó có nhiều điều mâu thuẫn trong. Mà hôm nay Ngô Kỷ sự thật xác nhận là ảnh là con người, ảnh cũng có nhiều điều lúc sai và lúc đúng. Nhưng mà hôm nay là thấy rõ ràng là Ngô Kỷ, tôi khá khen Ngô Kỷ hôm nay nói sự thật lòng. Anh nói dối cái nào là cuối cùng mình cũng phải nói sự thật lòng, là ổng cũng là con người, cũng có lúc sai và lúc đúng. Chứ không phải như ổng lúc nào cũng lên đài Phố Mua Sa, lên tất cả mọi kênh là ổng không bao giờ sai hết. Đồng bào thấy tôi có sai cái gì? Chỉ tôi có sai đâu, sai nhiều lắm. Rất nhiều điều sai. Anh chụp mũ tôi là anh đã sai rồi. Nhưng mà người ta không quẩn để người ta đi phân tích cho anh. Mà hôm nay Ngô Kỷ xác nhận rồi. Rõ ràng hôm nay là ông xác nhận, ông cũng là con người. Ông cũng có lúc cũng có sai, có lúc có đúng. Mà tôi thấy sai 99% rồi. Chứ không có gì đúng chắc 1%. Tại vì không trả lời quê quá. Tại sao anh treo cổ Trương Trị người xưa, bây giờ không treo cổ nữa? Tại sao anh chống Ngô Kỷ bây giờ anh bưng bô? Anh la làng la xóm dữ lắm mà. Tại sao bây giờ anh bắt buộc có thế phải trả lời? Mà trả lời thì lại đúng sự thật là nói mình là con người cũng có lúc sai lúc đúng. Nó mâu thuẫn với những cái lời trước, ổng có gì sai? Đồng bào cứ nghe đi, ổng rõ ràng ổng chửi mọi người là tôi là ánh sáng đó. Ai đi ngược cái tôi là
là không chân lý, ổng là chân lý, ổng là ánh sáng, ổng là gọi là không có bao giờ có điều gì sai. Tôi làm gì sai đồng bào cho tôi biết đi. Sai nhiều lắm chứ. Rồi. Như ông Ngô Kỷ nói lý đúng. Nhưng mà tình không phải vậy. Tình không phải tự nhiên Ngô Kỷ mà ủng hộ cho ông. Ví dụ như có một khán giả đây nói là Hoàng Cảnh nè. Hoàng Cảnh nói rằng là Lâm Nguyên tắt đài trước Ngô Kỷ. Tôi anh có nghĩ vậy không? Tôi không nghĩ tắt đài hay không tắt đài, cái chuyện gì cái chuyện nó không quan trọng. Mà cái chuyện Ngô Kỷ thấy ai nghe thì có vẻ như có lý đó, nhưng mà thật sự là không phải vậy. Thật sự là câu chuyện ngày xưa tại sao ổng kêu cổ Tạ Đức Trí và Diệp Minh Trường đám Trần Thái Văn là lúc đó tôi đã nói nhiều lần rồi. Lúc đó Ngô Kỷ tôi biết luôn nữa là Ngô Kỷ đang phe của Danh Đức Nguyễn và An Duy Đỗ và ông Lê Công Tâm, mà lúc đó phe An Duy Đỗ, Lê Công Tâm, Danh Đức Nguyễn là đang chống lại phe của Trần Thái Văn. Lúc đó ông bị Trần Thái Văn bỏ rơi. Đó. Thì khi ông mới hận đám Trần Thái Văn, hận đám Tạ Đức Trí nọ rồi thì ông mới quay lại ủng hộ phe Danh Đức Nguyễn. Sau này đám kia nó o bé ông lại thì ông lại quay ngược lại vậy đó, vậy đó. Nói chung cũng vì thì khi vì... mà ông Ngô Kỷ chắc nhưng mà anh Ngô Kỷ anh có quyền trả lời, tại vì anh hỏi anh có quyền trả lời, còn đúng hay không là câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi biết chắc chắn là chuyện đó không đúng, nhưng mà tôi thì nghĩ lúc đó là với cái... thật sự là nếu mà những người nào mà gọi là không thỏa mãn lời của Ngô Kỷ trả lời thì cũng đúng thôi. Đối với tôi không thỏa mãn, nếu mà tôi là người hỏi tôi sẽ không thỏa mãn chuyện đó, tại tôi biết chắc chắn cái chuyện mà Ngô Kỷ lúc nào cũng miệng lúc nói là tôi là công bằng, là thật sự không có phải vậy. Như tôi nói rồi, rất nhiều chuyện từ Hoàng Kiều, từ Trần Nhật Phong, từ Dương Quốc, từ nhân vật gì đó, ông tôi là ông thích thì ông nói là đi ngược ổng. Nhưng mà anh Ngô Kỷ dở cái chỗ là ví dụ như một bây giờ cho ông đấu tranh đi thì nhiều người đấu tranh nhiều phương pháp khác nhau, người ta đòi muốn giải thể cộng sản, người thì không muốn cảm hóa cộng sản, người thì muốn gọi là làm lành, người thì họ muốn gọi là sống chung với lũ, họ muốn ra tranh giới với cộng sản thì có nhiều phương pháp. Nhưng mà Ngô Kỷ thì cứ nói là đi ngược với ổng là không được, là sai, ổng là chân lý đó. Câu chuyện nó ngang ngược như vậy. Nhưng Ngô Kỷ ngày xưa là chửi treo cổ Tạ Đức Trí, bây giờ ngồi với Tạ Đức Trí, ngồi với Trần Thái Văn, ngồi với Charlie Chí Mạnh thì cũng có sao. Mình khi mình nghĩ có sao thì nó có sao, nhưng mà đối với tôi thì nó hơi khó. Tức là không thể nào mình treo cổ ngồi đó mình chửi họ thậm tệ, mình đem cả dòng họ ra mình chửi, mình đem cả cha mẹ họ ra mình chửi, bây giờ mình ngồi với họ thì tùy theo con người làm được hay không được. Thì tôi làm được đó. Như Tài Đỗ vậy, đem ra dòng họ ra mình chửi, đem con ra ra chửi, đem dòng họ tới chửi ông Tố, ông Cổ, ông Nội, ông Chỗ, ông Hoàng Kiều đồ, thì có nên làm hay không, có được ngồi được hay không. Đối với tôi là như vậy. Chứ còn chuyện ông Ngô Kỷ thì các bạn đã biết rồi. Dồn dài cái chuyện Việt Nam vì câu hỏi kia, bây giờ quay trở lại Bonsa. Vân Anh, Vân Văn Ân, Văn An Phan cho hỏi Ngô Kỷ chửi bất cứ ai, mục đích của ông là gì? Được tiền bạc hay có được lợi ích, quyền lợi gì không? Câu này lẽ ra là để dành cho ông Ngô Kỷ trả lời. Phải mà chứ. Ông cũng đã trả lời nhiều lần rồi. Ông muốn tiêu diệt Việt Giang chứ ông không muốn là đi xa là quá cái chuyện việc cộng sản ở Việt Nam thì xa xôi, nhưng mà ông muốn tiêu diệt Việt Giang mà thôi. Và đôi khi ông cũng có nói một ý khác là tất cả mọi thứ chỉ là game vân vân, thì cái cục đó chai. cách giải thích của ông Ngô Kỷ, có lẽ một lần tới khi gặp ông Ngô Kỷ không xa một vài hôm nữa sẽ hỏi ông câu này lại nếu mà tôi nhớ. Mà không theo anh thì à. Cái câu trả lời riêng của anh là gì? Câu trả lời riêng của tôi là không có gì Ngô Kỷ không làm có mục đích cả. Đều có mục đích hết. Nhưng mục đích không Ngô Kỷ đều thì biết đây mục đích đương nhiên rồi, nhưng mà cái câu hỏi đây là mục đích là gì? Được tiền bạc hay có được lợi ích hay chắc chắn là phải có quyền lợi, chắc chắn là phải có quyền lợi theo tôi. Mà tôi nói nhiều lần trước mặt Ngô Kỷ nhưng tôi không nói sau lưng Ngô Kỷ, mà tôi nói là nhiều lần trên nhiều kênh. Anh đang nói trên ống kính như thế này thì chẳng có phải là nói sau lưng gì cả. Dạ đó, thì chắc chắn phải có quyền lợi. Cũng tùy theo, ví dụ như tôi không chọn những quyền lợi đó để mà tôi làm những chuyện đó, nhưng có những người như anh Ngô Kỷ hay những người khác họ chọn cái chuyện đó. Họ chọn cái cuộc sống đó, họ chọn cái chuyện là muốn mặt làm cái chuyện đó, họ chọn cái chuyện là có thể bị người ta phản biện, để người ta gọi là khinh bỉ, nhưng họ vẫn làm được. Nhưng mà đối với tôi làm được. Quay trở lại cái câu thì tùy theo người. Không thể nào anh nói là cái đời anh làm giống người ta được hết nha, khó lắm á. Không thấy vừa rồi ông Ngô Kỷ mà lên đài với anh Nguyễn Văn Đài đồ gì đó phản biện đồ gì đó, cuối cùng thấy anh được cái gì đó cũng la làng đã sống sùm hết. Tại nó không đi tới đâu hết.
có thể sẽ tổ chức một cách chặt chẽ hơn. Tại vì thí dụ bây giờ ông Nguyễn Văn Đài ông chống cộng sản thì đường đó ảnh khác với ông Ngô Kỷ, thì phải chấp nhận, ông Ngô Kỷ phải chấp nhận sự khác biệt, chứ không thể nào là nói là Chúc Hồ không rồi giải thể cộng sản là không đúng theo lý ổng là sai. Thì đó, tôi nói đấu tranh, thí dụ đấu tranh thì hay là một, mình muốn lên một điểm cao đi thì có nhiều cách lên. Một là người ta bò lên, người ta leo lên, người ta đi trực thăng nhảy xuống, người ta nhảy dù ra tới đó, nó cũng lên điểm đau đó. Thì không thể nào anh nói là cái cách của anh đi bộ là anh bắt buộc người ta đi bộ hết, cái cách người ta leo anh bắt buộc người ta leo hết. Thì anh Ngô Kỷ anh có hàm hồ chuyện đó, anh áp đặt cái chuyện đó. Tôi có gì sai? Sai nhiều lắm chứ, không? Anh thú nhận anh là cũng là con người cũng có sai vậy đó, bây giờ mới thú nhận đó. Nhưng mà có còn hơn không, có thú nhận rồi. Mọi người đặt câu hỏi vào nhanh để chúng ta có thể liên tục và có những câu hỏi với anh Phúc trước khi chia tay về còn tối thứ bảy nữa, cho anh Phúc lo lắng chuyện gia đình nữa. Có những cái vấn đề mà sự tế nhị mình không khó để mình nói chuyện, không thể nào người nào giống người nào được. Có những chuyện đó người ta làm được chuyện đó mình làm được, mà có những chuyện họ không làm được mình làm được, thì tùy theo cuộc sống của mọi người, tùy theo cái thí dụ một người không thể nào lên trên phố xa hay là lên trên một cái kênh nào đó mà chửi đem cha mẹ đem ông nội bà nội người ta ra chửi này nọ rồi tôi không làm được vậy thôi à. Nhưng mà có người phải làm được, thấy không? Không phải là mình không phải dân hồng, mình không phải là mình không biết những từ đó, nhưng mình có nên làm, tại vì ít nhiều gì cũng có sự linh thiêng. Thứ nhất, ví dụ bây giờ một người ghét ông Hoàng Kiều đi hay là ghét ông Tài Đỗ đi, thấy không? Thì cá nhân người đó thôi nhá, ông Hoàng Kiều có gì sai với ông hay sai với phe nhóm người đó. Tôi nói thẳng ra Ngô Kỷ là Nam Quang đi, thí dụ vậy đi, sai với người đó thì cứ chửi ông Hoàng Kiều. Chứ còn cha mẹ ông Hoàng Kiều tôi nghĩ cách 100 tuổi rồi, ông nội bà nội ông Hoàng Kiều rất là lớn, mà những người lớn biết là mình dù sao mình cũng không, mình đâu phải là đẻ dưới đất nẻ mình chui lên đâu, mình cũng có ông bà cũng có cha mẹ, không thể nào mình đem ông nội ông cố ông đồ mình chả chửi cả dòng họ được. Cái điều tâm linh nó nguy hiểm nhé, cái đó mới điều quan trọng. Nói như vậy thì tôi cũng nhớ là tôi có ghi nhận một cái chuyện hôm qua khi mà nói chuyện với ông Phát Bùi trong cái lúc mà phỏng vấn thì ông Phát Bùi có nói về ứng cử viên Nam Quang và ông chuẩn bị nói tới là ông họa sĩ rừng là thế này, thì tôi mới ngưng ông lại ngay, tôi nói đúng, rằng là ông họa sĩ rừng là cha của anh Nam Quang chứ không phải anh Nam Quang. Đúng. Và cái thứ hai quan trọng hơn là ông họa sĩ rừng đã qua đời rồi. Chính xác. Chúng ta không nên nói tới. Chính xác. Và ông Phát Bùi ngay lập tức sửa sai ngay. Uh-huh. Không phải là sửa sai nhưng mà ông ấy ngưng ngay. Ông nói thôi thì như vậy thì thôi, tôi đồng ý là tôi không nói nữa. Tôi xin lỗi ông họa sĩ rừng. Tôi xin lỗi anh Nam Quang. Phát Bùi nói như thế. Tôi có đó, tới đó tôi thấy cảm tôi tiếp xúc anh Phát Bùi đó cũng nhiều lần. Tôi thấy cái tính cách anh hay, anh cái gì sai anh chấp nhận sai. Mà tôi chưa coi hết clip đó, nhưng mà anh nói vậy tôi rất cảm ơn anh Phát Bùi, và tôi rất nể cái chuyện đó. Bây giờ nó đâu xa, tôi vừa rồi Nam nè, tôi đi thăm mồ mả ông bà tôi thấy cái mã kế bên thôi, cái mộ kế bên thôi, thấy hình người ta có cô trẻ chết, có người già chết, tôi đều thắp nhang hết. Thì đó, cái câu chuyện là như vậy, mình phải tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, không thể nào mình lên trên đài trên đồ vì một cái chuyện gì đó, vì một cái phe nhóm, vì một cái quyền lợi gì đó mà mình chửi từ trên, chửi ông cố, ông chửi kêu hết dòng họ ra mình chửi được. Tôi thấy cái điều đó nó không có đúng lắm. Mỗi người thì một cái có cái sự lựa chọn khác nhau, có cái sự gọi là mình dùng ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà đối với tôi thì Nguyễn Hồng Phúc thì cũng không làm chuyện đó, khó để mà làm được chuyện đó lắm. Những người ông bà đó là một cái điểm tôi cũng ghi nhận, có cái điểm mà rất tích cực anh của cũng biết anh, tính tôi rất nóng giận nhá. Nhưng mà trọng sao, nhưng mà không, tôi không làm, tôi không làm mà đem dòng họ ra rồi chửi, rồi chửi chửi nó tôi nghĩ mọi người cũng nên ghi nhận ông Phát Bùi về cái điểm đó. Không, hoàn toàn nếu anh dừng nói lại đúng lúc đâu. Dừng lại đúng, đúng lúc đúng. Tại vì thứ nhất là ba anh Nam Quang cũng là lớn tuổi nha, thứ hai nữa ba anh Nam Quang anh họa sĩ rừng vừa qua đời, cũng qua đời rồi, người chết người mất không có liên quan. Dạ, mình không có liên quan. Anh Nam Quang có gì sai nó ảnh, hay là anh đúng nó ảnh, vậy thôi. Không nên, mình không nên chuyện đó. Thứ nhất là mình tâm linh nó, đạo Phật mình đó, thì không. Bây giờ tôi nói thấy cái mã cái mồ cái bên đó mình còn thắp nhang cho họ, mà người cũng dòng họ mà cũng không dòng họ mình đó, cũng mà
kế bên cái mồ mả của ông bà mình cũng thắp nhang cho họ, huống gì là một người ông Hoàng Kiều đâu còn nhỏ nữa, bố mẹ ổng cũng cả trăm tuổi rồi. Thật sự là không ai chống anh Kỷ hết nha. Anh Kỷ tôi, mà ngay cá nhân tôi cũng chả gì chống anh Kỷ hết. Có những chuyện anh làm tôi nghĩ là không đúng. Tôi vẫn cũng có đụng độ rất nhiều lần. Đã. Nhưng mà tôi chưa bao giờ chụp mũ anh Kỷ là cái gì hết. Nhưng mà Kỷ đã từng chụp mũ tôi là Viền Giang. Mà cái đó rất là nguy hiểm. Tôi đã từng bị người cầm phân với nhau là đời của Giang đòi đánh tôi. Đã. Nhưng mà tôi thì cũng không thuộc loại vừa. Tôi nói chơi thì muốn chơi thì chơi thôi. Đã. Thì cái lời nói của anh Kỷ nó là nguy hiểm. Đã. Nhưng mà thôi chuyện đó chuyện đã qua rồi. À, thôi chúng ta chào mọi người nhé, để dành những câu chuyện cho những ngày tới, chứ không thì câu chuyện nó quá dài, cái clip quá dài thì mọi người sẽ phải ngán xem. Chính xác, thật sự là câu chuyện hôm nay cũng thật sự là cũng không có để không tính làm con này, nhưng mà thật sự thấy cái câu chuyện ông Ngô Kỷ ông trả lời anh Thành Lâm Nguyễn là anh nói là anh bây giờ mới xác nhận anh có điều sai, đúng không? Tôi ngay cả tôi cũng vậy, là không vậy là ông Ngô Kỷ cũng có sai. Nhưng mà anh lúc nào cũng nói anh không sai gì hết thì tôi mới có câu hầu chuyện hôm nay với quý vị. Thôi cũng dài lắm rồi, thôi cũng xin chúc khán giả thân mến, thân thương của Phú Bô Sa TV luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin gặp lần khác. Chúc anh và mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và nhiều hạnh phúc. Luôn luôn giữ gìn sức khỏe để chúng ta bắt đầu bước vào mùa thu. Xin chào. Khi mà Nam Quan trả lời cho Son Lê mới đây nhất, quý vị sẽ thấy, tức là Nam Quan đã thú nhận là mấy tháng nay, mấy năm nay Nam Quan lừa dối quý vị. Phải nhắc lại một lần nữa nha, Khải đang liên lạc với anh Vũ Hoàng Lân để yêu cầu anh Vũ Hoàng Lân cho Khải được có một cái buổi phỏng vấn trên Phố Bô Sa TV, tiếng Anh nó gọi là Equal Time đó, để mà Khải phanh phui, Khải trả lời những cái thành phần này, Ngô Kỷ và Nam Quan. Quý vị nhớ Nam Quan khi mà lên trên đài của Son Lê có nhắc đến tên Khải, và Nam Quan nói là ồ, cái buổi mà ăn nhậu ở nhà cái anh đó và có Nguyễn Trác Toàn ghé xuống để mà gặp gỡ các Việt Kiều yêu nước đó, thì Nam Quan nói là bữa đó có Khải ở đó mà. Nam Quan thách thức Khải, nói là ủa tại sao Khải không lên tiếng. Thì sẵn bây giờ cho Khải kể lại một lần nữa, mặc dù Khải kể rất là nhiều lần rồi. Tức là tối hôm đó Khải đi chợ Á Đông, thì tự nhiên Khải đang xếp đồ vô xe thì cái anh chủ nhà anh đến đằng sau Khải, anh nói ê Khải tối nay rảnh không, đến nhà anh chơi. Thì Khải mới nói là Khải mua một cái thùng bia, Khải chạy đến nhà anh. Thì khi mà Khải vác thùng bia vô trong thì Khải thấy gara đã đầy người rồi. Thì anh chủ nhà anh mới ra, anh đưa Khải đến giới thiệu cho cái người mà nói chung nhìn cái chỗ ngồi có vẻ là người quan trọng nhất, nhân vật chính trong cái buổi tiệc đó. Thì anh chủ nhà anh mới giới thiệu Khải, nói Khải đây là anh Nguyễn Trác Toàn, là tổng lãnh sự mới nhậm chức. Thì anh giới thiệu Khải với ông kia, nói đây là Khải Đào, là từng ứng cử thị trưởng Westminster. Thì Khải giải thích liền, Khải nói không, hồi xưa Khải có mấy lần ra ứng cử nhưng mà chỉ là ứng cử nghị viên, Khải chưa bao giờ ứng cử thị trưởng hết. Thì anh chủ nhà anh mới kéo cái ghế là đối diện với ông tổng lãnh sự. Ông nói Khải ngồi xuống đây đi. Thì Khải từ chối liền, Khải nói không, xin lỗi, tại vì quý vị nên nhớ cái đó Khải không có tính toán gì hết, nhưng mà cái bản năng của mình thôi là như vậy. Khi mà tối đó, trước đó mấy tiếng, khi mà anh này anh đến tự nhiên anh rủ Khải đến nhà anh chơi đó, thì Khải nghĩ là đến ăn nhậu thôi, thì rõ ràng Khải mua thùng bia. Nhưng mà khi mà giới thiệu Khải mà đây là ông tổng lãnh sự mới nhậm chức, mà kêu Khải ngồi đối diện với ông này mà trước mặt có cái lẩu như vậy, thì đương nhiên là Khải từ chối. Kính thưa quý vị, Khải từ chối là tại sao? Tại vì Khải không có nhu cầu, cái
cái tư thế, cái vị thế của Khải và cái lập trường chiến tuyến của Khải không cho phép Khải ngồi nhậu nhẹt với ông tổng lãnh sự. Nhưng mà có người hỏi Khải, nói thẳng luôn là ông Phát Bùi, ông hỏi Khải, ông ơi, ủa nếu vậy mà tại sao Khải không bỏ về, hay là tại sao Khải không chất vấn ông tổng lãnh sự? Thì kính thưa quý vị, có hai lý do. Điều thứ nhất là Khải không hề được báo trước, cái người chủ nhà chỉ tự nhiên mời Khải đến thôi. Thì đương nhiên Khải tự nhiên là Khải được mời thì Khải đến, và khi Khải đến mới biết có ông tổng lãnh sự Việt Cộng ở đó. Thì Khải không có lý do gì để mà tự nhiên Khải phải bỏ trốn hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Khải không có phải đến đó với vai trò một người làm truyền thông. Khải chỉ là đến với vai trò bạn của chủ nhà. Thì khi mà chủ nhà mời Khải ngồi trước mặt ông tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Toàn thì Khải từ chối. Nhưng mà Khải cũng không có cần phải chạy trốn gì hết. Khải ra một chỗ khác Khải ngồi. Và đương nhiên khi mà ăn uống xong thì Khải rất là lịch sự. Khải hỏi ông Khải đến, ông Nguyễn Trắc Toàn. Khải hỏi là ông Khải muốn lấy một cái hẹn với ông. Thì cái đó là một cái Khải nghĩ là cái đó là cái chọn lựa của Khải. Thì bây giờ trở lại vấn đề Nam Quan, kính thưa quý vị, tại sao Khải nói Nam Quan thú tội? Thì nếu mà quý vị xem lại cái clip Nam Quan mới trả lời cho Sean Lê, thì quý vị sẽ thấy là Nam Quan xác nhận là sao? Là Nguyễn Hồng Phúc rủ Nam Quan đến nhà ông chủ nhà này chơi. Và theo Khải hiểu, quý vị nên nhớ bữa đó hình như là cuối tuần. Và thường khi mà Nguyễn Hồng Phúc mà rủ tối đến nhà ai là có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi nhậu. Có nghĩa là Nam Quan được Nguyễn Hồng Phúc rủ đi nhậu. Có giống như Khải thôi. Thì đó là điều đầu tiên để chứng minh là hoàn toàn không có chuyện tác nghiệp. Hoàn toàn không có chuyện Nam Quan đến đó để phỏng vấn. Đó là điều thứ nhất. Có nghĩa là tối đó Nguyễn Hồng Phúc rủ Nam Quan đến đi nhậu. Thì bây giờ tiếng Anh nó là benefit of the doubt, cho rằng là Nguyễn Hồng Phúc không có trình bày, không có lên kế hoạch. Nam Quan với Nguyễn Hồng Phúc không có mưu đồ để mà xin xỏ, để mà đi đêm với tổng lãnh sự. Thì ít nhất Nam Quan đến đó để ăn nhậu. Thì điều thứ hai, kính thưa quý vị còn nhớ là trong cái video clip cách đây một tuần, Nam Quan trả lời với Vũ Hoàng Lân trên phố Busa trong lúc biểu tình ở học khu. Thì Nam Quan nói rằng Nam Quan đến đó để phỏng vấn mà ông kia không trả lời thì 5 phút sau Nam Quan bỏ về. Thì kính thưa quý vị, rõ ràng quý vị thấy Nam Quan nhổ đi liếm lại, Nam Quan tự vả vào mặt Nam Quan. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay Nam Quan thú nhận là Nguyễn Hồng Phúc rủ Nam Quan đi nhậu. Có nghĩa là Nam Quan đến đó để đi nhậu chứ hoàn toàn không có cái chuyện mà để mà làm phóng sự. Thành ra cái chuyện mà anh ta nói là làm phóng sự là nói láo. Và quý vị nhớ, ngay cái ngày hôm sau, sau khi biểu tình thì Vũ Hoàng Lân đã phỏng vấn Nguyễn Hồng Phúc. Và quý vị xem lại cái video clip của Vũ Hoàng Lân phỏng vấn Nguyễn Hồng Phúc đi. Bởi vậy Khải mới nói là Nam Quan nói láo, Vũ Hoàng Lân biết Nam Quan nói láo, cười khẩy, khinh bỉ Nam Quan. Tại sao? Tại vì khi mà Vũ Hoàng Lân phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Phúc, Vũ Hoàng Lân hỏi thẳng, nói là ông Nam Quan ông nói là bữa mà gặp Nguyễn Trắc Toàn ông chỉ đến đó ông phỏng vấn không được là 5 phút sau ông về. Thì Nguyễn Hồng Phúc cười khẩy. Nguyễn Hồng Phúc nói thì bây giờ ông muốn nói sao ông nói. Thì kính thưa quý vị, Nam Quan mới khai cho quý vị là Nguyễn Hồng Phúc là người rủ Nam Quan đi. Và bây giờ Khải nói thẳng luôn, cái người ngồi bên cạnh Nam Quan đối diện với ông Nguyễn Trắc Toàn là Nguyễn Hồng Phúc. Thành ra cái chuyện mà Nam Quan ăn nhậu nguyên đêm, nhậu xong còn đứng thủ thỉ, xong rồi còn ở lại chơi bài qua đêm, và có người nói với Khải còn ở lại dọn dẹp bàn ghế nữa. Cái lúc đó Khải đã về rồi. Thì kính thưa quý vị, Nguyễn Hồng Phúc là cái người biết là Nam Quan nói láo. Thành ra cái chuyện mà Nam Quan nói láo là đến bây giờ là coi như là đã Nam Quan tự khai ra cho mình rồi. Và cái mà Khải muốn nói là Nam Quan là lên YouTube kiếm sống là nhờ nói xấu phụ nữ, bôi nhọ phụ nữ, cãi lộn với phụ nữ. Thì kính thưa quý vị, khi mà Nam Quan chửi bới phụ nữ, bôi nhọ phụ nữ mà lăng nhục phụ nữ như vậy đó,
để mà có view có tiền á, Nam Quan có bao giờ chia tiền cho quý vị không? Rồi khi mà Nam Quan bị người ta thưa kiện thì Ngô Kỷ với Nam Quan lại đi vòi tiền, nói là quý vị dây quỹ để mà cho Nam Quan ra tòa. Thì thầy chị hỏi, kính thưa quý vị, nếu mà bây giờ cái tiền đó gây được 50.000, 100.000 thì quý vị có biết rằng là ai sẽ quản lý cái tiền đó? Rồi cái tiền đó giả dụ Nam Quan đưa cho cái người môi giới, người môi giới đó trả tiền cho luật sư quen biết, rồi họ lại lại quả chia chác cho nhau, thì chúng ta có biết hay không? Rồi nếu mà sau này vì nhờ cái tiền của quý vị cho Nam Quan với Ngô Kỵ đó mà họ ra tòa, họ thắng và họ được bồi thường, thì họ có làm hợp đồng để mà sau này họ chia cái tiền bồi thường đó cho quý vị hay không? Thì phải mới nói với người quen, phải nói ủa tụi này nó ăn trên đầu trên cổ chúng ta. Tức là khi mà nó ra nó chửi lộn, nó khủng bố vu khống chụp mũ người khác là đã có hợp đồng. Khi mà nó chửi người này chửi người kia là đã được tiền rồi, đã có người trả tiền cho tụi nó chửi rồi. Nó có chia tiền cho chúng ta hay không? Rồi bây giờ khi mà nó chửi những người phụ nữ như vậy bị người ta thưa, nó lại yêu cầu quý vị đưa tiền, gây quỹ gom tiền để mà đưa cho tụi nó, để mà tụi nó nói là trả tiền cho luật sư. Thầy xin lỗi quý vị, nếu mà luật sư ở bên Mỹ giống như ông Mai Vũng Tàu đó, mà một cái người luật sư mà bạc triệu nha, ông từng thắng cái vụ kiện Nhật báo Người Việt thắng Sài Gòn Nhỏ, phải bồi Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cả 5 triệu đô la. Tức là ông là một người luật sư rất là nổi tiếng mà đã có thành tích. Ông cải miếng miễn phí cho ông Mai Vũng Tàu, miễn phí. Kính thưa quý vị, là sao? Nếu mà mình có chính nghĩa, người ta nghĩ là mình có khả năng thắng, người ta sẽ không lấy tiền trước. Trong khi đó, tự nhiên mấy cái người này họ đi gọi là chửi theo hợp đồng để họ kiếm sống, rồi họ gây lộn, họ kiếm view, kiếm tiền. Rồi bây giờ họ lại kêu quý vị đưa tiền cho họ. Thành ra đó là những chuyện phải thấy rất là bất bình. Dạ vâng, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của nghị viên tại đỗ.
Thưa các bạn, Khải đang là ở cái công viên Liberty, ra đây ăn trưa. Mà cái chỗ này là cái chỗ mà gây ra tranh cãi. Thì kính thưa quý vị, đây là cái khu gọi là cái khu nhà building của là coi như là cái người mà associate á, tức là người làm ăn chung với Chí Tạ, Nguyễn Quốc Lân, Trần Thái Văn, Thao Lê Diệp. Và bên kia là cái mảnh đất mà họ bán chỉ có 100.000 đô la. Thì giống như chúng tôi trình bày, quý vị thấy cái một cái khu mà chỉ có xi măng không, mà tự nhiên có một cái khu đất cây cả chục năm như vậy. Thì rõ ràng nếu mà làm landscaping không thì cũng tốn 100.000 đô rồi, chứ đừng có nói có được một cái khu đất vàng như vậy. Ngay cái mặt tiền, quý vị thấy xe chạy không? Đi chạy thẳng qua bên kia đường là tòa thị chính, đồn cảnh sát và cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tức là khu trung tâm điểm của Westminster. Mà nguyên cái mảnh đất lớn như vậy, mảnh đất là công viên cây xanh tốt tươi như vậy, lớn như vậy, mà nếu mà mình là chủ mảnh đất đó thì nguyên cái công viên này hóa ra cũng là cái sân sau của mình luôn. Nếu mà mình công ty tổ chức picnic đồ này kia thì quá lý tưởng, là tự nhiên mình có cái mảnh đất sau của mình mà là có nguyên cái không gian đằng sau là công viên nữa. Thì rõ ràng lý tưởng như vậy mà chỉ có 100.000 đô la, giá quá hời. Mà cái thời giá lúc đó là nghị viên Pháp Bùi nói phải là 500.000 đô la. Thì hôm nay phải ra đây ăn trưa thì cũng sẵn là thâu. Nhưng mà đây không phải là biết là cái điềm trời hay không, ý trời hay không. Các bạn thấy chưa đến mùa bầu cử mà người ta đã quăng Chí Tạ vô thùng rác rồi. Quý vị thấy chưa đến mùa bầu cử mà Chí Tạ đã vô thùng rác rồi. Có nghĩa là đồng hương cũng quá là chán với cái đám băng đảng bịp bợm này. Thành ra bây giờ đã cho Chí Tạ vô thùng rác rồi. Kính thưa quý vị thấy không ạ? Excuse me. Yeah. Cái này là bên phía bên kia, bên Việt Nam á, mấy đứa trẻ trâu nó chửi cho có xứng đáng hay không. Yes, chứ qua cái sự kiện này là lãnh chửi là đúng luôn đó. Cái này là bên phía bên kia, bên Việt Nam á, mấy đứa trẻ trâu nó chửi cho có xứng đáng hay không. Yes, chứ qua cái sự kiện này là lãnh chửi là đúng luôn đó, đúng không? Rồi Hạ Nam Quang chửi luôn cả những tờ báo Người Việt là một trong những cái tờ báo vô trách nhiệm. Đáng lẽ cái chuyện này là cái chuyện mà là mình phải can ngăn nó. Một cái sự kiện vô lương tâm, bất nhân, bất nghĩa mà tờ báo Người Việt và đài SET là đã quảng cáo cho chuyện này, và cả luôn cả kênh Phố Bôn Sa TV của ông Vũ Hoàng Lân cũng quảng cáo cho cái sự kiện này. Là sao? Mình phải thấy được cái gì sai, cái gì đúng chứ. Tôi chửi đúng hay không? À, tôi chửi có sai chỗ nào hay không? Những cái thằng vô trách nhiệm, ông Đỗ Phủ nữa, ông Đỗ Phủ cũng rất là vô trách nhiệm. Còn thằng Đoàn Trọng thì thôi rồi, thằng Đoàn Trọng thì thua rồi. Cái thằng mà không có còn biết xấu hổ gì nữa, nó liếm.
tao phải dùng ngôn ngữ Đan Mạch với tụi mày á, chủ má tụi mày. Tao không có xấu hổ khi mà tao nói những cái chuyện đó đâu, tao chửi đúng. Chủ má tụi mày. Tụi mày khốn nạn vừa vừa thôi. Đồng hương mai mốt họ bị mắc dịch rồi, họ chết rồi, lúc đó rồi tụi bay đền mạng được cho người ta hả? Tao nói có đúng hay không? Tao chửi đủ má tụi mày có đúng hay không? Đủ má, đủ cha, đủ mẹ gì tụi bay tao chửi hết á. Tao không có, tao không, cái từ gì mà nó đi vô trong đầu của tụi bay, nó làm cho tụi bay thức tỉnh được là tao sẽ chửi, tao sẽ dùng cái từ đó đó. Tụi bay tha hồ, tụi bay quote tao, tụi bay tha hồ, tụi bay repost luôn. Giờ Việt Nam không có dịch, đã control được dịch rồi thì cần gì phải có tiền gửi về? Dân tộc Việt Nam vẫn là dân tộc của chúng tôi. Tôi nói có đúng hay không? Mình là người Việt Nam với nhau, mình tử tế với nhau. Chúng tôi không có chống đất nước. Dân tộc Việt Nam vẫn là dân tộc của chúng tôi. Bây giờ Việt Nam không có dịch, đã control được dịch rồi thì cần gì phải có tiền gửi về? Chúng tôi không có chống đất nước, chúng tôi yêu dân tộc chúng tôi yêu đất nước nơi chúng tôi sinh sống sinh ra. Dân tộc Việt Nam vẫn là dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi không có chống đất nước. Tôi rất là vui trong cái thời gian vừa rồi là ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông đã có những cái việc là coi như là cắt được những cái thằng tham nhũng rồi. Tôi không có đòi hỏi hơn thêm nữa. Ok, đi từ từ cắt được tụi nó. Nếu mà cắt được tham nhũng thì tốt. Tôi rất là hoan nghênh khi mà ông làm được cái chuyện đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó dân chúng người ta nhìn vô ông, người ta thấy ông là một vị anh quân. Và người ta sẽ đi theo, người ta ủng hộ ông. Tôi rất là vui trong cái thời gian vừa rồi là ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông đã có những cái việc là cái... Tôi rất là hoan nghênh khi mà ông làm được cái chuyện đó. Người ta thấy được là mình là một cái người anh minh. Lúc đó dân chúng người ta nhìn vô ông, người ta thấy ông là một vị anh quân. Và người ta sẽ đi theo, người ta ủng hộ ông. Người dân họ thấy được những cái điều mà quý vị làm tốt. Thì tự nhiên họ yêu quý quý vị thôi. Quý vị không có cần phải nói là quý vị làm tốt nữa. Quý vị không có cần phải tuyên truyền. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Cái hoa nó thơm là tự nhiên nó lan tỏa cái mùi ra và người ta biết. Tại sao cái hoa nó thơm thì con ong nó tìm tới. Tại vì cái hoa nó tỏa hương ra và con ong nó theo cái mùi hương đó nó tìm tới, nó hút mật. Quý vị cũng vậy thôi. Quý vị là một cái đảng tốt. Thì tự nhiên là người dân họ sung sướng, họ tôn thờ quý vị, họ theo, họ ủng hộ quý vị. Quý vị chả cần phải làm cái gì để mà... Quý vị không có cần phải nói là quý vị làm tốt nữa. Quý vị không có cần phải tuyên truyền. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Cái hoa nó thơm là tự nhiên nó lan tỏa cái mùi ra và người ta biết. Tại sao cái hoa nó thơm thì con ong nó tìm tới. Tại vì cái hoa nó tỏa hương ra và con ong nó theo cái mùi hương đó nó tìm tới, nó hút mật. Quý vị cũng vậy thôi. Quý vị là một cái đảng tốt. Thì tự nhiên là người dân họ sung sướng, họ tôn thờ quý vị, họ theo, họ ủng hộ quý vị. Quý vị chả cần phải làm cái gì để mà quý vị...
người dân họ thấy được những cái điều mà quý vị làm tốt, thì tự nhiên họ yêu quý quý vị thôi. Quý vị không có cần phải nói là quý vị làm tốt nữa. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Cái hoa nó thơm là tự nhiên nó lan tỏa cái mùi ra và người ta biết. Tại sao cái hoa nó thơm thì con ong nó tìm tới. Tại vì cái hoa nó tỏa hương ra và con ong nó theo cái mùi hương đó nó tìm tới, nó hút mật. Quý vị cũng vậy thôi. Quý vị là một cái đảng tốt thì tự nhiên là người dân họ sung sướng, họ tôn thờ quý vị, họ theo, họ ủng hộ quý vị. Quý vị chả cần phải làm cái gì để mà quý vị tung tự tung hô quý vị lên. Quý vị phải dùng cả một cái hệ thống báo chí để mà viết tốt cho quý vị. Không có cần cái chuyện đó, tự nhiên người ta biết. Lúc đó có bao nhiêu thế lực mà thù địch gì đó của quý vị nói xấu quý vị, người dân người ta cũng không tin. Lúc đó có bao nhiêu thế lực mà thù địch gì đó của quý vị nói xấu quý vị, người dân người ta cũng không tin. Lúc đó có bao nhiêu thế lực mà thù địch gì đó của quý vị nói xấu quý vị, người dân người ta cũng không tin. Quý vị là một cái đảng tốt thì tự nhiên là người dân họ sung sướng, họ tôn thờ quý vị, họ theo, họ ủng hộ quý vị. Quý vị chả cần phải làm cái gì để mà quý vị tung tự tung hô quý vị lên. Quý vị phải dùng cả một cái hệ thống báo chí để mà viết tốt cho quý vị. Không có cần cái chuyện đó, tự nhiên người ta biết. Lúc đó có bao nhiêu thế lực mà thù địch gì đó của quý vị nói xấu quý vị, người dân người ta cũng không tin. Quý vị chả phải sợ gì hết. Người dân họ tự bảo vệ cho quý vị rồi. Thì tự nhiên là người dân họ sung sướng, họ tôn thờ quý vị, họ theo, họ ủng hộ quý vị. Quý vị chả cần phải làm cái gì, không cần cái chuyện đó, tự nhiên người ta biết. Lúc đó có bao nhiêu thế lực mà thù địch gì đó của quý vị nói xấu quý vị, người dân người ta cũng không tin. Quý vị chả phải sợ gì hết. Người dân họ tự bảo vệ cho quý vị rồi.